Hello anh em, hôm nay bên shop sẽ mang đến em một số sản phẩm mới. Đó chính là kìm ở phe này, kìm bấm xích này và mấy đầu mũi khoan của Anex nha anh em. Đây là một số sản phẩm này. Thì cái đầu tiên mình muốn giới thiệu đến em thì đó là cây kìm bắp phe. Đây là cây mũi cong này. Và có một cây mũi thẳng nữa. Đây hai cây. Đó, anh em nhìn hai cây nha. Đây. Cây này cây mũi thẳng. Đây mình mở ra cho anh em xem. Đây, đây cái kìm bắp phe mũi thẳng. Nó nhìn dài, nhọn và thon rất là đẹp nha anh em. Có lò xo. Đây. Nó mới dùng để mình dùng bóp những cái phe vô trong này. Dùng cái này thì do mình không có đầy đủ dụng cụ để bóp test cho anh em xem á. Cho nên là mong em thông cảm. Đây, bóp phe này. Thì cái cỡ của cái đầu lõi này á là anh em chờ mình xíu. Một chấm bốn mm nha anh em. Cái đầu này là 1.4 này. Đấy. Nhìn rất là đẹp nha anh em. Này. Anh em nhìn cho kỹ này. Đấy. Rất là đẹp. Đó. Vô cùng đẹp anh em ạ. Đấy. Đằng sau này. Đây, đằng sau này. Đấy. Có chữ Tsunoda nha anh em. Đó. Có mã của nó này, SIS này, 125B này. Đấy. SIS 125B này. Mở phe từ 12 đến 25 mm nha anh em. Đấy. Đó. Rất đẹp, rất chắc chắn. Thì giá cho một cây này là 364.000 nha anh em. 364.000. Rất là đẹp. Chỉ với mức giá 364.000 mình đã sở hữu được một cây kìm bóp phe chính hãng từ Nhật. Có Made in Japan đàng hoàng nha anh em. Đây. Đây, anh em nhìn này. Có chữ Made in Japan này. Đó. Đấy. Và cây mũi cong. Đây đây cái kìm mũi cong nha anh em. Đấy. Thì kìm này thì bên mình có các kích cỡ từ nhỏ đến to. Như loại 125 này là loại bé nhất. Đó. Còn loại to hơn đó là nó tới 300 anh em ạ. Đó, tới 300 là cái chiều dài của nó đây này. Nó là khoảng 300. Dài 30 cm là mình nói chung là mình phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thôi. Anh em muốn sử dụng tùy vào cái phe mình sử dụng, phe to phe nhỏ. Nó nhiều. Đây là cái kìm bắp phe mũi cong này. Đây là cây SIB175 nha anh em. Đây. Đó. Độ mở là từ 19 đến 60 này. Đó. Nhìn rất là đẹp nha anh em. Rất là tinh xảo. Đấy. Cán này là được là cán nhúng. Cán người ta nhúng đó. Khi người ta sản xuất là nó đi qua một dây chuyền á là nó sẽ nhúng cái cán này xuống, nó nhúng cái này xuống là nhúng xuống một cái giống như cái hồ hồ nhựa của nó. Nên là lên nó sẽ được cái cán như thế này, nhìn rất là đẹp. Chắc chắn. Rất là khó tuột, giờ nó sử dụng đa số là cái cán như vậy không à. Rất là khó tuột nha anh em. Nó xài cầm nó cũng chắc chắn nữa. Đấy. Thì giá cho một cây SIB 175B này sẽ là 405.000. Đấy. Cây này là cây 7 inch là cái chiều dài nó là 175 anh em ạ, 175 mm. Đấy. Cây này nó bé, cây này lớn hơn này. Đấy.
chỉ bé hơn thôi, chứ còn nhìn nó rất là giống nhau. Thì cái này thì mình mở những cái loại mắt xích bé hơn nha anh em. Đấy, mở các loại mắt xích bé hơn. Đấy, mình để về. Đây mình để cái nằm về nó hơi khó đó, nhưng mà vẫn mở được nha anh em. Đấy đó, mình dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Đấy, tùy nhu cầu của mình thôi, tùy nhu cầu của anh em sửa chữa thôi. Đấy. 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 Anh em nào mà thường xuyên mà đi đi gọi là đi du lịch xa bằng bằng xe máy nè, hoặc là hay đạp xe đạp thể thao này kia, thì trong túi đồ nghề thì mình nghĩ thì nên có một cây như thế này. Đó. Đối với anh em mà hay mà chơi xe mà mình mới lại xe mà xe cao cấp, dùng xe cao cấp á. Đó. Thì mình nghĩ là trang bị một cái kìm rất là phù hợp, thì giá cả nó thì cũng không có đắt hơn bao nhiêu đâu anh em. Thì giá của cây nhỏ này khoảng 257.000, giá là 270.000 nha anh em. Đấy, thì với một chiếc xe mà anh em mình mua 20-30 triệu, 40 triệu thì một cây kìm vậy thì không đáng là gì cả, mà hàng lại chất lượng tốt đó. Đấy anh em, đấy, chất lượng rất là ok luôn. Đấy. Và cây tiếp theo là cây KT802-1 này. Này. Này anh em nào mà sửa chữa đơn giản á thì mua một cây thế này cũng được. Đấy. Thì cây này nó không có bóp ngang được, này chỉ mình dùng bóp đứng được thôi anh em. Đấy. Đây. Ừ. Đấy. Anh em mình có thể dùng, chỉ có thể dùng để bóp đứng như thế này thôi này. Đó. Đây. Đó anh em, đó. Dù như thế thôi nha anh em. Này. Thì giá cho cây KT802-1 này là 234.000 nha anh em. 234.000. Đó. Chỉ với 234.000 thì mình có thể sở hữu được một cây kìm cao cấp đến từ Nhật Bản. Đây. Anh em mình mà dùng để sửa chữa xe máy này kia. Đấy. Rất là ok, là tốt. Đấy. Rất đẹp luôn nha, bao bì, kể cả bao bì này kia này, kìm cán này, rất là ok, vô cùng đẹp. Đó. Thì À, thì hiện tại á, thì bên mình đang có chương trình vô cùng ưu đãi dành cho các nhà đại lý mới trong tháng 9. Ưu đãi chiết khấu lên tới 30% và gồm có rất là nhiều phần quà hấp dẫn nha anh em. Anh em là muốn biết rõ thông tin chi tiết thì hãy truy cập vào đường link trong web ở phía bên dưới video nha anh em. Những ai quan tâm và có ý muốn làm đại lý cho bên mình thì hãy truy cập vào bên dưới. Và cũng nhân dịp lễ mùng 2 tháng 9 thì bên mình sẽ có chương trình ưu đãi dành cho khách hàng khi mua sắm sản phẩm bên mình với mức giá từ 500 ngàn đổ lên sẽ được chiết khấu 5%, sẽ được giảm 5% nha. À, sẽ giảm 5%. Và những ai mua hóa đơn từ 1 triệu sẽ được giảm 5% và miễn phí ship. À, rất là ưu đãi. Đấy. Thì video mình đến là hết. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em nếu như có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận ở phần dưới video. Và nếu như nó thích thì hãy cho mình một like, một subscribe nhé. Cảm ơn anh em. Chào anh em.